Bỏ là lại xem tiếp cho mà xem. Con xe hôm nay nổ hơi bị nhiều luôn. Gunny lại làm phép rồi. Sao đấy, mày hào chưa chạy à? Mấy nay không thấy chim sẻ rảnh. Yes, yes. Yes. Chim sẻ hôm nay đang tập tạ Katharian từ Mạnh Hào. Ôi trời ơi, cần. Katha cho son phô, cần. Cho son cần cho son, Katha cần phô. Cứ chia thế là cần đi ạ. Còn đâu phải xét về yếu tố về bài vở nữa. Hải sẹo nó đang đọc giáp rồi. Thôi đấy, không chặn về game TV là giãn lắm. Thôi, sang bên YouTube này để xem nhé anh em. Thôi để cho anh em đánh vậy, bình luận ngoài. Ok, khi nào về Hà Nội thì làm tí xe Nam Đôm cũng được. Hỏi kèo gì hả Exciter? Cặp nào? À, Mạnh Hào ơi, ếch nó hỏi có solo với cả à, có 22 với cả ếch cái Tùng Anh không? Mai tính nhờ Mạnh Hào, mai tính. Tối nay mà thắng 3C vẫn còn đi đến ngày kia chưa về được. Đấy, ông nào mà ra cầu Trung Hà để solo xem. Ra đấy có mà solo đấm nhau thì có solo thôi. Màu 1, Gunny cầm cho son. Lại dò ra tận đây rồi. Quả phụ nhá, cẩn thận bãi quả này ăn chanh đấy anh ơi. À Mạnh Hào ơi, Gunny mới vừa lén tén con dân ra đấy rồi đấy. Anh cố ăn gỗ mà ra đóng cái bãi quả cho ông ấy không ăn được. Em tên là Thành Sơn nhá. Một bầy hiêu kép của Mạnh Hào, đồ đã đủ đấy. Lại chết dân à? Đúng thật đấy. Ê, game thủ thôi, gần đâu là bình luận không có việc gì làm, tối nay không có kèo thì vào bình luận chém gió với anh em tí. Exciter lại chăm xem kèo cực kỳ luôn, xem rồi đánh đấy. Ê, dạo này hay chăm xem kèo thật đấy. Để bắt bài lôi đánh à? Biết ngay mà ông Gunny ông đóng cái bãi quả nhanh thật đấy. Thôi lên bú đi. Bú tơ này. Sợ không đủ đồ ấy. Bảy con heo, thêm một bầy heo phụ nữa dành cho Mạnh Hào được đá về cái BS. Xem màn hình máy 98 trận thi đấu là sao. Kích đời rồi thì phải. 25 dân. Bài màu 2 mắc binh nhá.
26 dân, 14%. Exciter thì... Ấy, công an đánh khỏe nhờ, Hòa Thái Bình 2 đều với C đấy. Được. Kéo đấy mà hòa được là giỏi rồi đấy. Thu phí à? Kèo này không thu phí anh ạ. Nếu mà solo đánh nhau á, ở trong dưới đế chế này mà solo đánh nhau thì em cứ đề cử cho là Gunny số 1. Gunny lúc nào cũng số 1 luôn. Gunny sinh năm 90 anh ạ. À 92 chứ, Gunny sinh năm 92. À Gunny 90 á. 90 à? Thì Gunny 92. Gunny gặp chim Hồng Anh Bi là tím ngay. Ba cái ông kia thì Gunny mỗi ông cho một đấm thì thiếu, một đá thì thừa. Lên ôm bom đến từ 98. Có hốc đến từ Tịnh Văn. Bài phô mắc binh. Đánh A. Không biết Mạnh Hào giờ này sống chết ra sao rồi. Vẫn giữ tham 24 này. Hờ dừng nhá. Anh cứ đi vào mặt ở dưới đi cho nó không biết, không biết đi. Ngân Ni có một vợ hai con rồi anh ạ. Vụt, tên này là tên vạn dân lên để vụt đến từ Mạnh Hào. Tám công được chưa? Vụt! Khởi nghĩa! Chỉ tám. Thôi, thế trận này khê rồi. Thôi bỏ đi. 1-2 xin đầu từ 3 thứ 2 này. Quân không quân bài không ủng hộ thế nào. Đã khung rồi lại còn thổi phù ở trong thì có mà tây nữa. Gunny tỉnh lắm, mấy tên đấy Gunny tỉnh lắm.